Một lần là ba lò và ba nồi khác nhau. Nhớ kiểm soát về nhiệt độ em ạ. Cái này nó giảm nhiệt ra để cho nó bớt công áp suất. Tuy nhiên nó em có hầm trong này là có sữa trong này đó. Chị thấy năm nay thí sinh nha. Em thấy là rất là nhiều món vùng miền. Giống như vùng miền thôi. Nhanh lên. Và cái này em nấu luôn hay là em sẽ kèm với cái nước sốt đó? Cái này em trộn vào luôn. Sau đó em rây để lấy cái mìn. 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Sự chế biến sốt khá là quan trọng. Vị chua và vị mặn, vị ngọt và vị cay và vị nồng của tỏi nó hòa quyện lại với nhau. Và màu sắc rất là đẹp. Khoai tây em đánh rất là nhuyễn và cái vị nó vừa. Tôi tò mò về cái món ăn của bạn. Theo Tịnh Hải, cái ngon nhất của bạn đó là nước chấm. Cái phần sả nó quá nhiều trong món ăn. Đưa lên là người ta cảm thấy rằng là không có thể nào nấu được. Ước mơ trở thành quán quân vua đầu bếp mùa 3 sẽ không còn nữa. Có một bàn sẽ để lại tập dề. Và ra về.